Mới học lớp 10, nhưng Nguyễn Công Minh, trường trung học phổ thông Bảo Lộc, đã có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Kết quả của niềm đam mê này là giải nhất tỉnh Lâm Đồng và giải khuyến khích cấp quốc gia đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. GardenBot, robot nông nghiệp, là đề tài được Minh ấp ủ sau khi được đi tham quan các nhà vườn trồng rau, hoa ở Đà Lạt. GardenBot là một hệ thống có thể giúp người nông dân thực hiện các công việc trên đồng ruộng như gieo trồng, tưới nước, bón phân tự động. GardenBot cũng thay nông dân theo dõi hoạt động của từng khu vực cây trồng trong khu vườn, từ đó đưa ra các chỉ số về nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng riêng biệt, đặt lịch hoạt động và điều khiển từ xa thông qua Internet, Bluetooth, từ phần mềm cài đặt trên điện thoại, máy tính. Nhờ đặc tính hoàn toàn tự động, được điều khiển bằng máy tính nên có thể giảm đến 80% thời gian chăm sóc. Hệ thống GardenBot, robot nông nghiệp, có thể tích hợp vào các hệ thống nhà vòm, nhà kính có sẵn để hoạt động, hoặc cũng có thể áp dụng tại các gia đình trồng rau quy mô nhỏ tại ban công, gian bếp, sân nhà, hoặc tận dụng các khoảng trống để tạo ra nguồn rau sạch, giúp cho người nội trợ muốn tự trồng rau sạch để gia đình sử dụng nhưng lại không có thời gian chăm sóc, có thể thực hiện mong muốn của mình. Vào hệ thống GardenBot, nó có thể theo dõi được các nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng trên khu vườn để giúp người nông dân có thể quản lý được các thông số, theo dõi và chăm sóc cho cây trồng được phát triển một cách tốt nhất, từ đó giúp tăng năng suất và tăng hiệu quả cho cây trồng. Để thực hiện được đề tài này, mình đã phải nghiên cứu và học hỏi rất nhiều, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp của các thầy cô giáo trong trường. Song song với quá trình hoàn thiện phần thiết bị, Công Minh cũng tự mày mò thiết lập phần mềm điều khiển GardenBot qua hệ thống điều hành Windows và Android. Phần mềm hiện đã tích hợp trên cửa hàng Google và có thể tải xuống dễ dàng. Mô hình robot nông nghiệp của em Nguyễn Công Minh thực hiện từ ý tưởng là em quan sát mô hình trồng rau sạch, hoa quả sạch của Đà Lạt và Bảo Lộc. Thì em thấy là người nông dân mất rất là nhiều công sức cho cái việc chăm sóc cái hệ thống cây và rau quả sạch. Và từ đó thì em muốn vận dụng về cái khoa học kỹ thuật, cụ thể là cái phần mềm điều khiển bằng tin học để chế tạo ra robot. Và robot sẽ thay thế cho con người trong tất cả các cái khâu như là tưới nước, bón phân, rồi theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, rồi kể cả là gieo trồng hạt và sau này có thể là thu hoạch quả. Và cái ý tưởng sáng tạo của em là thực hiện trên tích hợp phần mềm và có thể điều khiển bằng điện thoại di động và thậm chí có thể điều khiển ở mọi lúc mọi nơi và tạo được cái sự tiết kiệm rất lớn từ công sức chăm sóc của người nông dân. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, cùng tố chất thông minh và chịu khó, Công Minh luôn đặt ra cho mình lịch học khắt khe. Mình luôn sắp xếp thời gian biểu sau giờ lên lớp để vừa tự học nghiên cứu, vừa cập nhật thêm kiến thức, vừa thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo với các mạch điện, con chip và các phần mềm ứng dụng tương thích trên máy tính. Trở về từ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, mình vẫn tiếp tục mày mò, nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm của mình. Mong ước lớn nhất của em hiện nay là tìm được doanh nghiệp hoặc đơn vị đỡ đầu tiếp tục giúp em hoàn thiện mô hình và đưa mô hình vào ứng dụng trong sản xuất.